Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam nằm top 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế. Các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh vàng. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nỗ lực tìm đơn hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm, phân đấu hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2024. Ngay sau đây sẽ là một số thông tin về tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam hiện là một trong 20 quốc gia dẫn đầu thế giới về quy mô thương mại quốc tế với tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và liên tục đạt kỷ lục về xuất siêu. Đến nay, Việt Nam có 16 hiệp định thương mại tự do đã được đưa vào thực thi với hơn 60 đối tác. Việc khai thác hiệu quả các FTA thời gian qua đã giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng hóa nước ta tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu năm tháng năm 2024 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 305 tỷ đô la Mỹ tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước trong đó xuất khẩu tăng 15,2% nhập khẩu tăng 18,2% cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương để mạnh tuyên truyền phổ biến các cam kết quốc tế trong các FTA mà Việt Nam là thành viên đồng thời hướng dẫn giúp đỡ các doanh nghiệp, người sản xuất tập trung khai thác các thị trường trọng điểm nhiều tiềm năng, để mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối công cầu hàng hóa và cung cấp kịp thời các thông tin về thị trường, các quy định chính sách mới của nước sở tại, giúp doanh nghiệp, người sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước có những phản ứng chính sách phù hợp. Tổng cục thuế vừa có công điện đề nghị cục thuế các địa phương trong cả nước quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các địa phương trong cả nước khẩn trương triển khai giả soát, kiểm tra đồng bộ toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, nhất là các đơn vị kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử, kinh doanh online, livestream bán hàng hóa, dịch vụ. Trước đó theo thống kê, năm tháng năm 2024, cả nước đã thu 50.000 tỷ đồng thuế từ sàn thương mại điện tử, Hiện có 96 nhà cung cấp nước ngoài như Facebook, Google, TikTok đã đăng ký phân nộp thuế về sàn thương mại điện tử. Bộ Tài chính đã kết nối cơ sở dân cư của Bộ Công an và chia sẻ với Bộ Công thương 929 sàn thương mại điện tử và kiểm tra đối chiếu 361 sàn thương mại điện tử để thực hiện kết nối, quản lý, thu thuế. Mới đây, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã đề xuất áp dụng giá sàn trong xuất khẩu gạo, mục đích là để ngăn chặn hiện tượng các doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh về giá, từ đó đảm bảo giá trị cho hạt gạo Việt Nam. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp bỏ thầu gạo với giá thấp khiến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong những ngày gần đây có dấu hiệu giảm. Việc áp dụng giá sàn trong xuất khẩu gạo đã từng được thực hiện cách đây khoảng 10 năm. Trước đề xuất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương đưa ra các giải pháp tối ưu cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm đạt 2,65 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới, ngành hàng lúa gạo cần thông tin kịp thời công khai về giá dự thầu, giá trúng thầu của tất cả doanh nghiệp tham gia xuất khẩu. Đây là cơ sở hướng tới xây dựng sàn giao dịch thị trường lúa gạo minh bạch. Hiện nay, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh vàng qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bình ổn thị trường vàng. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 9 đơn vị được cấp phép hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng, với doanh số mua bán vàng miếng đạt khoảng 5.000 lượng vàng một năm. Ngoài ra, toàn tỉnh có 73 doanh nghiệp vàng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ và hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh vàng qua kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy vẫn còn một số đơn vị vi phạm với các lỗi như không công bố tiêu chuẩn, không ghi nhãn hàng hóa đúng quy định, không nên biết công khai giá vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ, kinh doanh một số sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Do đó, thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các đơn vị sản xuất kinh doanh vàng, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, ngăn chặn tình trạng đầu cơ vàng và các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến an ninh tài chính trên địa bàn. Thời gian qua, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 587 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với hơn 2.200 cột bơm. Đến thời điểm này, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã áp dụng phương thức phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng theo quy định của chính phủ bên cạnh đó các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai lắp đặt hạ tầng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các cửa hàng trực thuộc cho phép thực hiện nhiều loại hình thanh toán khác nhau từ sử dụng qr code ví momo đến thẻ visa thẻ tín dụng nội địa điều này không chỉ cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng mà còn ngăn ngừa các hành vi gian lận thương mại và nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu góp phần lành mạnh hóa thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thưa quý vị và các bạn, biến động lạm phát kinh tế trên toàn cầu cùng những khó khăn từ nội tại đã và đang tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra trong năm 2024. Năm tháng năm 2024, doanh nghiệp này đã sản xuất tiêu thụ hơn 8 triệu lít bia các loại, đạt 102% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này là nhờ doanh nghiệp đã chủ động cơ cấu lại sản xuất, tiết giảm chi phí hoạt động, linh hoạt tiêu thụ, bán hàng và phát triển thị trường. Với tín hiệu khởi sắc của thị trường, doanh nghiệp cũng đang kỳ vọng có thể tăng trưởng sản lượng khoảng 5% trong năm nay. Ban lãnh đạo của công ty đã chỉ đạo sát sao cái công tác sản xuất kinh doanh nghiên cứu và đưa ra những cái phương án hỗ trợ thị trường như là tăng chương trình chiết khấu thương mại cho hệ thống đại lý mở mở mới cho điểm bán nghiên cứu đưa ra một số các sản phẩm để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng là lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng công nghiệp của tỉnh ngành dệt may thanh hóa cũng đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực về đơn hàng thị trường hiện nay hầu hết doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết quý 3 năm 2024 các doanh nghiệp đang tập trung đa dạng hóa mặt hàng, thị trường xuất khẩu, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để ký kết thêm nhiều đơn hàng mới. Với cái lượng đơn hàng năm nay thì nó cũng khả quan hơn so với lại 2 năm về trước. Thì lượng đơn hàng bây giờ rất là nhiều. Về phía công ty thì cũng đầu tư thêm trang thiết bị, nâng cao năng suất, nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, giữ vững khách hàng và thị trường. Năm nay thì công ty cũng phấn đấu mục tiêu tăng trưởng là tăng 15-20% so với lại năm ngoái. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, bước sang quý 2 năm 2024, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì tốt hoạt động sản xuất như các sản phẩm lọc hóa dầu, điện sản xuất, thuốc lá. Tình hình đơn hàng của nhiều ngành xuất khẩu như dệt may, da dày, nông lâm, thủy sản đã có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tích cực trở lại. Năm tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 15,57% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và linh hoạt các phương thức bán hàng nhằm nâng cao doanh số, nâng cao giá trị cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Ninh hóa được ký hợp đồng trực tiếp với lại một tập đoàn của Nhật Bản. À, về thời gian trong hợp đồng là chúng tôi đã ký từ 10 đến 15 năm. Ngoài cái việc chuẩn bị nguyên liệu, công tác máy móc và nhân sự, chúng tôi uh, cố gắng đẩy mạnh doanh thu và mục tiêu sản xuất khoảng tầm uh, 100.000 tấn viên một năm. Sau khi nhà máy Khánh Thành đi vào hoạt động, chúng tôi đã có nhiều khách hàng đến tham quan và đã ký kết rất nhiều đơn hàng. Chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, kết nối thêm khách hàng. Dự kiến năm nay sẽ có sản lượng doanh thu đạt hơn 56 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm cho hơn 500 lao động. Nhiều dự án cho thấy thị trường hàng hóa quốc tế trong thời gian tới sẽ có tăng trưởng nhưng chưa mạnh. Xung đột chính trị, xung đột vũ trang và lạm phát kinh tế vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Các ngành các địa phương cũng cần tập trung nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tận dụng tối đa cơ hội từ các hiệp định thương mại để khai thác mở rộng thị trường. Có như vậy, Thanh Hóa mới có thể đạt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,9% trở lên trong năm 2024 như kế hoạch đã đề ra bản tin tài chính thị trường xin được kết thúc tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo